chương 26. Và Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng, còn hai ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm, tên là Cai-phe, và bàn với nhau dùng mưu trước gì, đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Xong họ nói rằng, không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra đều xào xạc chăng. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bê-ta-ni, tại nhà Si-mông là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng, đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người đã làm để nhớ đến người. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng, hãy vào thành, đến nhà một người kia mà nói rằng, Thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng, lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng, kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Judas là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng, thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng, thật như ngươi đã nói. Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng, hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng, hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước, đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ giày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. Ngài bèn phán rằng, đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có lời chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ Thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ thưa rằng, dầu tôi phải chết với Thầy đi nữa, tôi chẳng chối Thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, hãy ngồi đây, đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và 2 người con của Cê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng, thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại lần nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng, Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư, này giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy trở dậy, đi hè, kìa, kẻ phản ta đến kia. Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giuđa là một người trong 12 sứ đồ, đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này, người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng, chào Thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng, bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần cha tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ hay sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời kinh thánh đã chép rằng, việc này tất phải xảy đến. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe. Tại đó, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, nói như vậy. Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng, những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng, ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, và lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng, nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng, nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, có kẻ vả má Ngài, và nói rằng, hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Bây giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân, có một đầy tớ gái đến gần mà nói cùng người rằng, ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu, người Ga-li-lê. Xong Phi-e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng, ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng, người này cũng ở với Giê-xu, người Na-sa-rét. Xong Phi-e-rơ lại chối và thề rằng, ta chẳng hề biết người ấy. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng, chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng, ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.